đi dạo biển Hòn Sơn. Đây, đồn biên phòng đó, tàu Trung Quốc vô là bắn xịt bùm chéo. Siêu quá quá. Ồ, không phải siêu quá quá. Đâu rồi? Mẹ cho nó bú chút đi con. Lại ngồi gần nó giống chứ. Ừ, có xe anh ở đây không? Đi kiếm bia đi. Đấy. Thì để thôi tiền nó mua. Nè. Cái gì? Bia gì còn được? Mua rồi hỏi tiền coi có thùng đá không, đặng nhậu ở đây phải không? Ừ. Ô, có cho con nữa hả? Xin con đi. Trời ơi, con nó bú vú thấy thương không? À, lại tiền hỏi có thùng đá không, kêu nó mượn nặng mình lấy đá. Biết chỗ mốt dẫn ghế ra đây. Ủa, bia chỗ nào bán hả? Bia. Ủa, ông Phương Anh nó đi đâu rồi kìa? Ừ, trời, nó không biết chỗ. Ủa, tủ đâu rồi ta? Đây, cần thủ Sài Gòn về Hòn Sơn câu cá. Ăn không? À, nhỏ xíu hả? Ra ngoài đây mới có cá bự ba câu trong hốc này, cá nhỏ phải hả? Còn cây nào không? Đâu đâu cho mượn cây đi. Không, tôi lấy một câu không ơi. Ra ngoài đây nữa. Trời, sống mới hả? Đâu lấy mượn cây câu thử coi. À, buông đi. Câu cá buông luôn. Đấy vậy, phải đi.
quá đẹp. Sao cái mình quay cao không lên vô? Thấp không ạ? Cái không cao nữa nè. Xây à, bảy. Nè hả? Bấm bấm hả? Xây à, tôi... Nè vô như mình là đứng cái này tôi nó cao không được nè. Nè bây giờ biết mình cho mình cao coi. Cái nút ngoài sau nè thấy không? Bấm hai cái là trở về vị trí cũ nè. Giờ mình đâu thích người đâu đó. À lên xuống nè. À lên xuống nè xuống. Cá bóng mú rồi. À đúng là cái này quay đã thiệt, anh chưa nhìn coi đã rồi. Anh Dũng mới giật á. Lúc mình chưa nhậu là cái đường xuống mình biết. Thì bây giờ đến là nhậu chỉnh là đường xuống biết sao xuống lên được á. Giờ học câu cá lớn là mình cá nhỏ. Cua vậy anh Dũng. Thank you.
cũng quá đẹp nha anh. Con gì quá trời luôn kìa. Gì? Con gì vậy? Có bị không? Tiền nó nói ngồi điện người ta đem lại tới chỗ luôn. Anh Dũng kiếm mồi nhậu lâu quá được. Cảnh buổi chiều đẹp quá Dũng ơi. Công nhận cảnh buổi chiều đẹp thật sự. Đi bắt cá. Hay quá, hay quá. Đây con, đây con. Hay quá, ông già quá hay. Cá dĩa, cá dĩa, cá dĩa, cá dĩa. Cá đó cá dĩa. Thành quả của ông già đó. Thành quả của ông già được con cá. Không ai biết con cá gì hết á. Ăn nồi nướng nhậu. Anh Dũng nhìn được mực rồi kìa. Nè đây một con cá nữa nè. Anh Dũng nhìn được mực rồi kìa. Ừ con cá là hán. Thank you.
ông già quá hay luôn. Ông già vô mùa đó. Chúng mình thả cá là chẳng qua là vụ thôi. Dạ, Dũng thu hoạch được bao nhiêu con Dũng? Bên có ba cái đó. Liên tục mà. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn ái ăn, vợ em anh mãi là người tình trăm năm. Tranh thủ đi, chỗ này ngồi mát mẻ nè. Ờ, dạ,